chung khoảng thời gian 60 triệu năm kéo dài từ 419 đến 358 triệu năm trước, được đặc trưng bởi những sự bùng nổ của hệ động vật trên trái đất. Đời sống dưới nước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này, đến mức nó được mệnh danh là thời đại của các loài cá. Được đặt tên theo thành phố Devon ở tây nam nước Anh, nơi các hóa thạch từ thời kỳ này lần đầu tiên được nghiên cứu. Kỷ Devon được đặc trưng bởi sự bứt phá tiến hóa đáng kể của sự sống trên trái đất ở cả dưới nước và trên đất liền. Các loại cá khác nhau từ cá da phiến bọc thép đến tổ tiên cá mập xuất hiện trong kỷ Devon. Các động vật biển như Eurypterus đã tiến hóa trước đó, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong kỷ Devon và nằm trong số những loài săn mồi hàng đầu của thời kỳ này. Khi sự sống tiếp tục bùng nổ dưới đại dương, sự sống trên cạn bắt đầu có hình dạng quen thuộc hơn và khu rừng đầu tiên trên trái đất đã phát triển. Kỷ Devon kết thúc với sự xuất hiện của những loài động vật bốn chân đầu tiên xâm chiếm hệ sinh thái trên cạn của trái đất, mở đường cho thời đại lưỡng cư. Kỷ Devon là một trong những thời kỳ nổi bật nhất trong lịch sử trái đất, chứng kiến sự xuất hiện của một số loài động vật đáng chú ý. Trong video này, Wondrexe chúng mình sẽ cùng các bạn điểm qua một số loài động vật, khám phá một số thuộc tính độc đáo của chúng. Và video này được chúng mình thu thập từ nhiều nguồn, nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Nếu các bạn có thông tin cần chỉnh sửa thì đừng ngần ngại bình luận bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. Tiktaalik. Tiktaalik là một loài cá thời tiền sử đặc biệt vì nó chiếm vị trí tiến hóa quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn. Nó sống vào cuối kỷ Devon và có nhiều đặc điểm tương tự như động vật bốn chân. Mặc dù vẫn có vảy và mang như các loài cá xương khác, Tiktaalik có đầu hình tam giác dẹt với các vây được gia cố bằng xương bên trong. Điều này sẽ cho phép nó giữ cơ thể bằng các vây giống như động vật bốn chân. Tiktaalik sống ở đầm lầy và có thể đi dành một thời gian trên đất liền hoặc thậm chí băng qua từ ao đầm lầy này sang ao đầm lầy khác. Nó được mệnh danh là fish support do những đặc điểm trung gian này. Số 2. Denleostius. Cá da phiến là loài cá chiếm ưu thế nhất trong kỷ Devon và Denleostius là một trong những thành viên lớn nhất và nổi tiếng nhất của nhóm này. Loài cá bọc thép dày đặc này sống vào cuối kỷ Devon từ 382 đến 358 triệu năm trước. Chiều dài ước tính cho các loài khác nhau của loài cá này nằm trong khoảng từ 4,1 cho đến 10 mét. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của loài cá khổng lồ này là nó có các mảng xương trong hàm thay vì răng thông thường. Điều này cho phép nó tạo ra lực cắn lớn hơn 4.000 điệu tên. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển Devon và săn nhiều loài động vật bao gồm cả ammonites và các loài cá da phiến khác. Số 3. Cephalaspis. Cephalaspis là một loài cá không hàm có kích thước bằng cá hồi sống vào đầu kỷ Devon và cũng là một trong những loài cá phổ biến nhất trong thời kỳ này. Với các hóa thạch được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ, Cephalaspis có một cái đầu bọc thép khổng lồ với cái miệng nằm ở dưới mặt đầu. Điều này cho thấy rằng chính sinh vật này đang lọc thức ăn từ chậm tích đáy của dòng nước ngọt nơi nó sinh sống. Cephalaspis có thể sử dụng cái đầu giống như cái cài của mình để khuấy động lớp chậm tích dưới đáy nhằm phát hiện những con mồi đang ẩn nấp. Với kích thước nhỏ, loài cá này cũng là con mồi của những kẻ săn mồi lớn hơn trong thời kỳ này, chẳng hạn như cá da phiến Denleostius và bò cạp biển Eurypterus. Phần đầu được bọc thép dày đặc của Cephalaspis là sự thích nghi để bảo vệ loài cá này cho những kẻ săn mồi nổi trên. Số 5. Ichthyostega. Ichthyostega là một trong những động vật chuyển tiếp nổi tiếng nhất của kỷ Devon. Loài động vật bốn chân này có cả đặc điểm giống động vật bốn chân và giống cá. Nó sống vào cuối kỷ Devon và là một trong những động vật đầu tiên có các chi chịu trọng lực thực sự, có thể hỗ trợ khả năng vận động trên cạn. Các chi sau có 7 ngón và phát triển tốt so với các chi trước. Chi trước của Ichthyostega được sử dụng giống như mái chèo để lái trong nước và chiếc đuôi dài của nó giúp ích cho việc vận động. Trên đất liền, loài Tetrabodomorpha dài 1,5m này có khả năng di chuyển bằng cách kéo lê cơ thể giống như cá thòi lòi và hải cẩu. Số 4. Dipterus. Dipterus là một chi cá phổi nguyên thủy sống ở châu Âu và Bắc Mỹ trong kỷ Devon. Con cá này dài 35cm, giống loài cá phổi hiện đại. Giống như họ hàng còn sống của nó, Dipterus nó có cả phổi và mang, giúp nó có thể thở trong và ngoài nước. Nhưng mang của Dipterus phát triển hơn, trong khi phổi là nguyên thủy hơn so với cá phổi hiện đại. Dipterus có lẽ đã dành nhiều thời gian hơn trong hệ sinh thái nước ngọt nông. Nó cũng cho thấy những đặc điểm nguyên thủy khác, chẳng hạn như sự hiện diện của hai vây lưng và một cái đuôi tương tự như đuôi của cá vây thùy.
Nó cũng có một bộ giáp bằng xương cứng cáp với các tấm răng tương tự như loài cá da phiến. Số 6. Aedelophthalmus. Aedelophthalmus được coi là một trong những loài bọ cạp biển Eurypterus sống lâu nhất. Nó có phạm vi thời gian hơn 120 triệu năm, bắt đầu từ kỷ Devon sớm đến kỷ Permi. Aedelophthalmus cũng có sự phân bố rộng khắp hầu hết trên các châu lục, khiến nó trở thành một trong những loài Eurypterus phân bố rộng rãi nhất. Đó là một loài Eurypterus tương đối nhỏ, loài lớn nhất dài khoảng 32 cm, trong khi loài nhỏ nhất chỉ dài 4 cm. Aedelophthalmus là một trong những loài Eurypterus bơi lội cuối cùng, những loài khác sống sau khi nó đi trên lớp trầm tích phía dưới. Nó săn những con vật nhỏ như côn trùng, động vật tay cụn, động vật nhiều chân và giun. Số 7. Cladocephalidae. Với sự tồn tại bắt nguồn từ hậu Devon khoảng 385 triệu năm trước, Cladocephalidae được coi là loài cá mập thực sự lâu đời nhất được biết đến từ hồ sơ hóa thạch. Cladocephalidae sống ở môi trường nước ngọt và biển đông và là loài săn mồi tích cực. Hóa thạch của Cladocephalidae được bảo quản tốt trong đá. Chúng lưu giữ dấu vết về đường viền cơ thể, da, sợi cơ và thậm chí có cả cơ quan nội tạng của loài cá mập, điều chưa từng có đối với một loài cá mập từ rất lâu trước đây. Số 8. Pteraspis. Pteraspis là một chi cá không hàm sống ở châu Âu và châu Mỹ trong kỷ Devon. Loài cá nguyên thủy có vây ngoại trừ phần đuôi có thùy nhưng lại bơi rất giỏi. Nó có thân hình thon gọn và những phần thô ra giống như cánh cứng ở bên cạnh, bù đắp cho việc thiếu phần ngực và giúp vận động. Giống như những loài cá nguyên thủy khác của kỷ Devon, phần thân trên của Pteraspis được bao phủ bởi những tấm giáp tròn. Con cá này cũng có những chiếc gai cứng trên lưng giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho những kẻ săn mồi. Pteraspis là loài động vật nước ngọt nhưng cũng có một số loài trong hệ sinh thái biển. Con cá này dài khoảng 16 cm và ăn chủ yếu là sinh vật phù du và các động vật nhỏ khác ở vùng biển kỷ Devon. Số 9. Pterygotus. Pterygotus là một trong những loài săn mồi lớn nhất và thành công nhất trong kỷ Devon. Hóa thạch của Pterygotus đã được tìm thấy ở Úc, châu Âu, Bắc và Nam Mỹ. Điều này cho thấy rằng nó có sự phân bố rộng rãi. Loài động vật chân đốt khổng lồ giống bọ cạp này đã tiến hóa sớm hơn trong kỷ Silur nhưng vẫn tồn tại cho đến cuối kỷ Devon. Nó có chiều dài trung bình lên tới 1,75m, khiến nó trở thành một trong những loài động vật chân đốt lớn nhất của kỷ Devon. Pterygotus là một kẻ săn mồi tích cực. Loài này nổi tiếng với tầm nhìn sắc bén và móng vuốt to giúp săn bắt con mồi. Số 10. Botryolibis. Botryolibis là một trong những loài cá bọc thép Placodum phong phú nhất kỷ Devon. Nó sống từ giữa đến cuối kỷ Devon và có sự phân bố rộng rãi bao phủ hầu hết như tất cả các lục địa cổ. Hầu hết các loài cá này sống trong hệ sinh thái nước ngọt và biển gần bờ. Chúng có chiều dài trung bình là 30 cm. Nhưng loài Botryolibis lớn nhất có thể dài lên tới 1,7m. Nó có thân hình dẹt và cái miệng lớn nhưng không phải là loài săn mồi tích cực như các loài cá da phiến lớn hơn. Botryolibis là loài ăn mảnh vụn nước ngọt, có nghĩa là nó ăn chất hữu cơ đang phân hủy trong trầm tích đáy sông hồ nước ngọt nơi nó sinh sống. Nó cũng ăn các loài vi sinh vật nhỏ và tảo. Số 11. Climatius. Climatius là một loài cá sụn có gai sống ở Bắc Mỹ và châu Âu trong kỷ Devon. Nó thuộc lớp cá mập gai Acanthodi, có nghĩa là nó được coi là tổ tiên nguyên thủy của các loài cá sụn hiện đại như cá mập và cá đuối. Climatius là một loài cá tương đối nhỏ với chiều dài trung bình khoảng 7,5 cm. Nó là loài bơi lội tích cực và săn các động vật biển nhỏ như cá nhỏ và động vật giáp xác. Hàm trên của loài cá này không có răng nhưng hàm dưới có nhiều răng sắc nhọn. Với kích thước nhỏ bé, Climatius có thể sẽ trở thành con mồi dễ dàng của các loài động vật biển lớn hơn. Climatius có 15 chiếc gai sắc nhọn trên cơ thể, giúp bảo vệ nó trước những kẻ săn mồi. Số 12. Homoousteus. Homoousteus là một loài cá bọc thép sống vào thời kỳ trung kỷ Devon. Hóa thạch của loài cá này đã được tìm thấy ở nhiều nơi, ở châu Âu và Bắc Mỹ. Được phát hiện từ những năm 1830, Homoousteus là một trong những loài hóa thạch đầu tiên được phân loại là cá da phiến. Nó là loài ăn lộc, chủ yếu ăn chất hữu cơ và vi sinh vật trong môi trường đáy. Mẫu vật Homoousteus được thu hồi từ đá sa thạch đỏ cũ của Scotland, được phát hiện có chứa hàm lượng phóng xạ cao. Các chuyên gia cho rằng chúng đã ăn phải trầm tích phóng xạ khi còn sống. Nhiều mẫu vật được phát hiện có mức độ tiếp xúc với bức xạ đủ để gây ra tác dụng phụ tiêu cực. Tuy nhiên không rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến chúng trong cuộc sống thực đến mức nào. Số 13. Acanthostega. Acanthostega là một loài động vật bốn chân nguyên thủy,
được coi là một trong những động vật đầu tiên tiến hóa bốn chi riêng biệt. Mặc dù có tứ chi nhưng nó vẫn là động vật sống dưới nước hoàn toàn. Các chi có các ngón co màng và thích nghi tốt với việc bơi lội hơn là chịu trọng lượng trên cạn. Acanthostega cũng có vây đuôi và vảy giống cá. Nó sống ở những vùng đầm lầy nông và săn mồi bằng cách cắn con mồi ở hoặc gần mép nước, thay vì thói quen hút thức ăn của hầu hết các loài cá. Acanthostega có cả mang và phổi, điều này cho thấy nó có thể thở ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, xương sườn kém phát triển của loài cá này cho thấy nó không thể hít thở không khí trong thời gian dài. Số 14. Osteolibis. Osteolibis là một loài cá có vây thủy sống ở hầu Orcadi, nguyên thủy nằm ở phía bắc Scotland trong kỷ Devon. Con cá nhỏ này chỉ dài 20cm và cơ thể đó được bao phủ bởi những vảy lớn. Osteolibis có một cái đầu xương được bao phủ bởi các vảy và tấm lớn. Trên hết, có một lớp vật liệu xốp gọi là cosmin, có các kênh nối với các tế bào cảm giác trong cơ thể đó. Tên chi được dịch là vảy xương ám chỉ đến vẻ ngoài có vảy này. Bằng cách sử dụng các tế bào cảm giác ở vảy của mình, loài Osteolibis có thể phát hiện những thay đổi về áp suất nước do sự hiện diện của các loài động vật thủy sinh khác gây ra. Osteolibis sử dụng điều này để săn con mồi và tránh những kẻ săn mồi dưới nước khác. Số 15. Rhynonatha. Rhynonatha là một loài côn trùng sống trong kỷ Devon sớm khoảng 400 triệu năm trước. Nó được coi là loài côn trùng lâu đời nhất từng được phát hiện và có thể là loài côn trùng bay sớm nhất từng được tiến hóa. Người ta chỉ biết một phần đầu và phần miệng được bảo quản của loài côn trùng này. Điều này dẫn đến những tranh cãi về hình dáng và phân loại thực sự của nó. Một số chuyên gia còn cho rằng Rhynonatha có lẽ không phải là côn trùng bay. Thay vào đó, họ phân loại nó là loài nhiều chân, có nghĩa nó có quan hệ gần gũi với các loài động vật chân đốt khác, chẳng hạn như một số loài động vật nhiều chân, nhiều rết, thay vì côn trùng. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với 15 loài sinh vật nổi bật thống trị kỷ Devon, một trong những kỷ nguyên tuyệt vời trong lịch sử trái đất. Các bạn có ý kiến như thế nào thì cứ bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.